Kính thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin kính chào tới ngồi quý vị. Bây giờ là chương trình ca dao tục ngữ và thành ngữ, và xin chào Vũ Quang. Vũ Quang xin chào Hoàng Tuấn và Vũ Quang xin chào quý khán thính giả. Có người hỏi Hoàng Tuấn là ủa, hai người mà tại sao người Tây người ta là sao? Sao cái người kia không chịu ta luôn? Dưới áp lực mạnh mẽ mà thì cũng sẽ biến thành ta. Hoàng Tuấn nói tại vì và có dài khăn đóng thì nhiều khi cũng phải cảm thấy nó thoải mái. Thì chỉ vì Hoàng Tuấn thích cái bộ đồ này thôi. Một ngày đẹp trời nào đó Vũ Quang tìm được bộ đồ áo dài khăn đóng thì Vũ Quang cũng sẽ mặc vào. Thì đề nghị mình màu như thế này luôn. Dạ, vâng. để cho nó đề huề. Xong rồi có người chắc có lẽ sẽ có người đề nghị một ấm trà với lại là cái điếu thuốc lào đó. Thì quý vị nói đùa cho vui, thì chúng tôi cảm ơn là quý vị xem chương trình. Thì khi Hoàng Tuấn đọc số điện thoại và email đó thì thường là Hoàng Tuấn nhận được điện thoại nhiều hơn là email. Vâng. Quý vị cũng gọi hỏi thăm rồi có ý kiến chia sẻ thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất là vui. Vâng. Mà chúng tôi cũng mong là đặc biệt qua email, nếu quý vị có được những cái nguồn nào, ví dụ như là có những cái chữ nào mà nó khó, nó độc đáo mà nó cần phải giải thích cho nó rõ ràng mà quý vị biết được đó. Vâng. Thì hôm trước thì Hoàng Tuấn đi bữa tiệc thì có một ông anh ở San Jose, thì ông này ngày xưa là cái thời trước năm 75 thì hình như là cũng có học đại học mà không biết có phải về văn chương hay không, mà nói nhiều cái chữ cũng hay lắm. Mà nói ví dụ như là tại sao người ta gọi là vải vóc, tại sao người ta gọi là tiền tệ, thì anh giải thích rất là hay. Nhưng mà rất tiếc khi Hoàng Tuấn đi tìm ở trên internet, như là tìm trong mấy quyển từ điển đó, thì người ta chỉ giải thích chung chung thôi. Anh xin giải thích rất là rõ. Vóc là tại sao là vóc, tại sao tiền mà có chữ tệ trong đó, thì những cái tài liệu đó rất là hay. Nếu mà quý vị biết được thì chỉ dùng cho Hoàng Tuấn để chúng ta cùng chia sẻ thôi. Rồi thì mà tiền ngày xưa tiền tệ như thế nào thì mình không biết, nhưng mà tiền thì bây giờ tệ thì đúng, tiền bây giờ tệ thì mất giá quá. Nhưng là mỗi lần đi đổ xăng là thấy tiền nó tệ thì càng lúc nó càng tệ. Thưa quý vị, xin nhắc lại số điện thoại của Hoàng Tuấn là 408-210-2976 và email là kaiyaotucngu@yahoo.com. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được bước vào chương trình. Vâng. Xin mời anh. Ngoài ra Vũ Quang cũng xin nhắc là nếu mà quý vị không có thời gian gọi thì quý vị cũng có thể nhắn qua text. Dạ, nhắn đa số bây giờ người ta nhắn tin. Vâng, dạ, vâng. Dạ. Vâng, thì vâng, Vũ Quang xin bắt đầu nhé. Cha mẹ giàu thì con thong thả, cha mẹ nghèo con vất vả gian nan, sáng ngày lên núi đốt than, chiều về xuống biển đào hang cua cẩm. Cái câu này thì nó rõ ràng quá rồi phải không ạ? Dạ. Vâng, thì nó cũng cái này là cái nó cũng nằm trong cái bối cảnh của xã hội ngày xưa nhiều hơn. Ừ. Là bởi vì ngày xưa đó thì anh cũng biết là cha mẹ thường hay cứ bảo bọc cho con cái. Vâng. Cho dù là nó lớn, nó có vợ có chồng rồi mà vẫn còn lo. Cho nên có cái chuyện mà chia gia tài đó anh. Ví dụ như là ngày xưa là ông cha có được 100 mẫu đất mà có 10 người con thì mỗi người sẽ được 10 mẫu. Và 10 mẫu đó mà nếu cái người có 10 mẫu đó thì lại có con, lại chia xuống nữa. Thì cái sau ngày xưa nó có một cái điều nó hạn chế là nó không có khuyến khích cái thế hệ đi sau đó là phải phát triển, phải mở mang. Cho nên theo Hoàng Tuấn nghĩ đó, đối văn hóa của người Tây Phương, đặc biệt xứ Mỹ, thì đất nước của người ta phát triển có lẽ người ta không có theo cái đường giống như của mình. Vâng. Đây, anh ấy... Nhưng mà thật sự ra theo Vũ Quang ngày xưa có được học sử ở bên Âu Châu á. Yeah. Thì cái lý do như vậy là tại vì ngày xưa đó người ta không có đặt nặng về cái chế độ tiền bạc. Mà cái chính là cái gì có thực, bí vực được đặt. Đất cái, đai đó là cái đất đai. Thì cái tình trạng mà đất cứ chia 5 x 7 đó, không riêng gì ở bên Á Đông của mình, nhưng mà ngay bên Âu Châu cũng vậy đó. Thì cứ cha truyền cho con. Cứ là cứ cắt ra. Yeah. Mãi rồi lâu ngày đó, rồi ở bên Âu Châu mình qua có nhiều nơi mình thấy cũng rõ lắm. Là ruộng giết đây nọ, đồng ruộng nó từng miếng nó nhỏ xíu rồi. Đó là vì cái tình trạng gọi là
cũng chia cắt ra để xuống, chia cho con cháu. Xuống vài thế hệ nữa thì không còn cục đất luôn. Không còn cục đất, bởi vậy nó mới phải đẻ ra tiền. Cho nên là đây là một cái hình ảnh cho thấy rõ ràng là ngày xưa cha mẹ giàu thì con thông thả, cha mẹ nghèo con vất vả gian nan, bởi vì không có tài sản để mình chia. Còn xứ Mỹ này chúng tôi thấy là có nhiều người sang Mỹ này hai bàn tay trắng làm công việc vất vả là cực khổ lắm, nhưng mà con cái bây giờ rất là thành công. Còn cái chuyện mà sáng ngày lên núi đốt than và chiều về xuống biển đào hang cua còng, bởi vì ngày xưa cái đời sống ngày xưa đó là khi mà vất vả cực khổ đang phải đi kiếm sống thì lên núi đốt than. Thì ngày xưa núi rừng thì ai muốn làm gì thì làm, thì lên mới đốt than để mà bán, đem bán để kiếm sống, và xuống dưới biển thì kiếm con cua con còng. Và xin mở ngoặc một chút xíu là đốt than này nó có hai loại nè. Anh có những người mà người ta làm mà với một cái quy mô lớn hơn đó thì người ta cưa những cái lóng củi rất là lớn, giống như mấy cái lót cái này đó, thì người ta làm một cái hầm người ta đốt than, thì than đó là khi nó ra than chắc, than đó nó có giá hơn. Còn những người nghèo, những người mà không có điều kiện đốt than, ta gọi là than hoa, tức là chỉ lấy những cái nhánh củi nhỏ ra, nó cũng ra than, mà than vùng đó. Mà phần nữa thì cái họ nghèo thì họ chỉ có thể họ làm cái sức của họ sức tới đó, họ chỉ làm tới đó thôi. Chứ còn nếu mà làm một cái hầm để mà đốt than một kiểu một củi lớn thì cái đó không, nó phải có đầy đủ dụng cụ, đòi hỏi rồi còn nhân công nhiều nữa. Rồi thì thưa quý vị, đó hình ảnh của ngày xưa như vậy thôi. Bây giờ tiếp theo là chẳng chùi để vậy lưu ly, chùi ra tỏ rạng thua gì thủy tinh. Thì cái này người ta không có nói rõ là cái gì cả. Nhưng mà anh có nhớ là ngày xưa Việt Nam mình cứ tới cái ngày Tết thì mình hay lấy đó, lấy Tết là cứ đem bộ lư đồng ra và đánh đó. Vâng, thường để cho nó cũ nè, mà đánh thì nó bóng lên, rất là đẹp. Thì cha mẹ cứ lôi lũ trẻ con ra giao cho mỗi đứa một công tác đánh bằng bằng tro, bằng trấu, trấu rồi nó cũng có cái một cái loại xi để đánh đồng đó. Rồi đánh cái đó hồi nó ra nó đen, cái tay đen ngòm. Rồi trước năm 75 thì Hoàng Tú nhớ người ta có bán mấy cái bùi nhùi mình làm bằng thép đó, kim loại đó. Thì thưa quý vị, đó là cái chuyện mà những cái dụng cụ bằng đồng. Nhưng mà về cái ý chính thì Hoàng Tuấn, cái đây là người ta nói về cái nghĩa bóng nhiều hơn là cái nghĩa đen. Tức là thấy thì thấy vậy đó, tưởng là không có quý nha, nhưng mà chui ra đó thì nó mới thấy được là nó cũng đẹp, chứ không có thua gì ai. Vâng, thì cái nghĩa bóng nó cũng là nói về một con người. Một con người đó. Rồi nhiều khi thấy cái người đó họ có vẻ xòe xòa, chả ra gì, hoặc là trông cũng chả có vẻ gì thông minh, sáng láng gì cả. Vâng, nhưng mà có cái sự mà vui rèn, chăm sóc, dạy dỗ, học hỏi thì họ lại sáng lên, gọi là tỏa sáng. Đặc biệt với hình ảnh này dễ thấy là mấy cô gái ở miền quê đó, chân lấm tay bùn đi ra thành phố, thời gian về thấy như hoa hậu. Cô nào có đấy trắng như chiếc gà bóc. Chim khôn tránh lưới tránh giò, người khôn tránh trốn sâu bồ mới khôn. Anh nghĩ cái này có khôn không? Cái này nó hơi triết lý chút xíu. Vâng. Chứ còn bây giờ nhiều người họ lại cho khôn thì phải xong vừa trốn sô bồ mới là khôn. Nhưng mà ngày xưa đó, cái này là cũng theo cái triết lý thiền. Là giống như là người khôn, người tìm đến chốn lao sao, ta dạy người ta tìm đến vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao sao. Thì cái người khôn này thì theo anh Dinh Vũ Quang nó nói là nó có mang tính triết lý ở trong này. Chứ còn nếu như đối với cái xã hội như là xã hội Mỹ và công nghiệp thì thường thường người ta sống ở những thành phố lớn, những nơi xô bồ đó, thì người ta mới có điều kiện để người ta có thành làm công business, gì thành đó công. Vâng. Còn ví dụ như bây giờ ở đây mà mình chạy xuống những thành phố xa mình mua miếng đất, rồi cái mình làm cái nhà, rồi mình trồng bí trồng bầu, rồi mình nuôi con gà con heo thì thì đời sống nó chỉ vậy thôi. Chim khôn thì tránh lưới tránh giò là cái bẫy đó, người khôn tránh trốn xô bồ mới khôn đó thôi. Nhưng là mình không nên bon chua chen cuộc đời nó cũng cái đây là cái triết lý ngày xưa các cụ ngày xưa thì rồi tiếp theo thì cái này chả phải món ăn gì đâu, nhưng mà
người ta cũng một cái cách ẩn dụ thôi. Chớ vội ăn nóng mà hư, để lâu càng nguội càng nhừ thì nó càng ngon. thì nó cũng thực sự có những cái món phải ăn nóng nó mới ngon. Vâng. Nhưng mà có những cái món từ từ. Cái nóng này để theo Hoàng Tuấn nghĩ cũng không phải là nóng là do lửa nó đốt, nước nó sôi, nhưng mà nóng này là nó nóng lòng, nóng lòng nó vội đó. Vâng. Cho để lâu thì càng nguội càng nhừ càng ngon. Thì quý vị nói về chuyện triết lý sâu xa đời sống thì Hoàng Tuấn không biết, nhưng mà một cái việc rất là cụ thể trước mắt là cái việc mà khi mà Hoàng Tuấn tập tành nấu ăn đó anh, thì Hoàng Tuấn không có biết sau này được người ta chỉ là mình mua xương về, khi mà mình hầm á thì mình cứ đốt lửa cho thiệt là lớn, nước sôi thiệt là nhiều, rồi mình lại đậy vung lại, mình nghĩ như vậy nó mới ngon. Thì lần nào về cũng bị bà xã bà la, bởi vì thứ nhất á là nó không có mềm mà cái nước nó đục ngầu. Đục ngầu. Với lại khi mà làm như thế nó sủi cái bọt đó. Đấy. Cái bọt nó rất là, thì mình cũng mình cũng vớt nó đi. Vâng. Thì sau này thì mới học được cái kinh nghiệm là khi mà mình hầm xương gà, xương heo, xương bò gì đó, khi mình nấu mình để cho không được đậy nắp, để cho nó sôi bụng, vớt cái bọt, bắt đầu mình mới để lửa nhỏ lại. Vâng. Và không đậy nắp kín nha, để hở thôi. Nhưng mà đặc biệt sau khi anh hầm xong rồi đó, anh tắt lửa đi, anh đậy nắp nó lại, anh để khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau nó mềm. Nó rất là mềm. Còn ngày xưa mình cứ nghĩ mình nấu lâu nó mới mềm. Đấy, đó là cái kinh nghiệm mà. Thưa quý vị, hôm nào có lẽ là Hoàng Tuấn với Vũ Quang cũng sẽ làm cái show đó, nấu ăn. Tôi nghĩ một cái show mình thì nấu được, nhưng mà cái phần ăn thì chưa chắc. Tôi thưa với anh là nói đừng có cười là cái vụ mà hầm xương này đó, là tôi cứ bị vợ tôi la. Bắt ủa, tại sao tôi hầm á thì nó không có bị đen, bỗng hầm thì đen. Thì mình cái tánh mình cứ nghĩ như vậy, mà nó cho lửa nó phải lớn thì nó mới ra đi cái bọt đi. Cuối cùng là mình làm xương nước nó chả có ra gì cả. Cũng chỉ vì là vội ăn nóng. Vội ăn nóng, nóng mà nó vậy thôi. Còn nếu mà mình nói xa chút xíu nữa là công việc gì cũng vậy, từ từ. Vâng. Đừng có vội vàng. Rồi. Cái gì mà làm được ngày hôm nay thì để tuần tới. Chứ để ngày mai, nhưng mà để tới ngày mốt. Rồi tiếp theo mày ăn. Câu kế là dù rách mới ra thân tàn, xưa kia nó cũng hồng nhan hơn người. Nói về cái dù này. Vâng. Thì nó bị rách rồi trông nó mới tàn tạ như thế, nhưng mà ngày xưa thì nó cũng đẹp sáng, đẹp vẻ lắm. Mình mới mua về thì nó cũng không được thua ai. Vâng. Thì cái dù thì ở xứ Mỹ này thì người ta chỉ dùng để che mưa. Nhưng mà che nắng nữa. Che nắng thì đúng với người Mỹ, người ta không có dùng để che nắng. Có. Mình đi ra bãi biển mình thấy mấy cái dù đó. Cái đó thì không nói rồi. Nhưng mà cái dù mà cầm tay đó, riêng đó, thì thường thường là người Việt Nam mình đó, ngày xưa các bà các cô thường có cái dù để làm dáng nữa. Vừa che nắng vừa để làm nhưng dáng. Nhưng mà thật sự giờ Việt Nam mình nắng quá. Dạ. Thành ra cái dù nó có hai công dụng. Vừa che nắng rồi vừa che mưa nữa. Nhưng mà đối với người Tây phương, đặc biệt người Mỹ đó, thì người ta lại thích nắng. Anh thấy giống như mình đi ra ngoài biển á, mình thấy nắng kinh khủng không? Vì Việt Nam mình phải che. Nhưng mà thấy người Mỹ thì người ta lại thích nằm ở ngoài nắng. Người ta phơi nắng, người ta đọc không sách. Những không che dù mà người ta còn lột hết ra. Đó, để người ta phơi nắng. Thì một, bởi vì người ta muốn là cái nước da phải cho nó nhìn đen, lại. Nó đen, nó săn, nó chắc. Cái người Âu Mỹ da trắng thì là cứ tin tưởng là da đen mới là đẹp. Đẹp. Còn người mình bây giờ thấy là cứ nghĩ ngược lại về da trắng. Nên buồn cười, nó đi biển buồn cười lắm. Mà thấy người Việt Nam á, những người mấy bà đó có nhiều trộn trùm đó là từ đầu đến cuối y như là ninja. Ninja cũng thấy vậy hết. Trong khi người Mỹ thì người ta lại phơi nắng ra. Thế đó là mình nói chuyện nắng mưa, còn cái này là người ta một cách ẩn dụ. Bây giờ thì tại vì xa cơ thất thế nó mới như thế. Bây giờ tôi, chứ ngày xưa tôi cũng là hoa hậu đó nha. Ngày xưa tôi cũng là Mỹ Nam Tử đó nha. Bây giờ thôi thì bây giờ già rồi, với lại đời sống nó không được như xưa, nó mới tàn như thế thôi. Chứ tôi cũng có một cái quá khứ huy hoàng đấy. Thưa quý vị, đó là phần ca dao. Bây giờ đến phần tục ngữ và thành ngữ. Cái câu đầu tiên của tục ngữ là ăn bát cháo chạy ba quãng đồng. Không biết là anh Vũ Quang đã từng chạy ba quãng đồng hay chưa. Nhưng mà Hoàng Tuấn nghĩ là Vũ Quang cũng đã từng nhìn thấy mấy cái quãng đồng rồi. Thưa quý vị, ăn bát cơm đó nha mà chạy ba quãng đồng còn không nổi, mà ăn bát cháo mà chạy ba quãng đồng. Nhưng mà ý ở đây là nói đến thí dụ như ai mời mình ăn uống cái gì đó,
mà đi xa rồi mình chê ỏng chê eo thôi, mà ăn bát cháo chạy ba quãng đồng tôi không đi nữa ở nhà. Đó, cái đó là một cái khía cạnh khác. Đó. Một cái khía cạnh khác nữa đó là người ta nói là trong từ điển người ta bảo rằng là những người mà phải làm việc vất vả nhưng mà lại cái điều kiện sống nó lại là không được đầy đủ. Đó. Giống như ngày xưa mà ở vùng nông thôn thì đi làm đồng nặng đó thì người ta phải ăn cho nó đủ sức. Nhưng mà đặc biệt là những cái vùng nghèo khổ hay là sau năm 75 thì có những nơi mà người ta thực phẩm nó thiếu, đặc biệt là năm 78 đó, đói kinh khủng lắm. Vâng, vâng. Thì có nhiều người phải làm việc rất là vất vả nhưng mà cái không có đủ thực phẩm để bữa ăn. Thì cái đó là một cái cách diễn giải cái câu này. Nhưng mà cái câu này nó cũng theo như Vũ Quang nói nó cũng có cái ý đó là người ta chê ăn được có một bát cháo thôi mà phải chạy đến ba quãng đồng, không có đáng cái câu của mình. Đáng. Rồi câu kế tiếp đó là ăn thì no, cho thì tiếc. Đây là vấn đề tâm lý. Mình có một bữa ăn, mình có của cái. Với mình thì nó thừa. Vâng. Mình ăn không nổi. Nhất là ăn không nổi, dùng không hết. Nhưng mà bảo đem cho thì lại tiếc. Thì lại tiếc. Vâng. Mà cái đó là tâm lý đó quý vị. Tại vì rất nhiều người như vậy, chính của Quang nhiều khi cũng bị cái tâm lý đó. Thí dụ như là ở nhà chữ rất là nhiều sách, đọc không kịp. Nhưng mà bảo đem quyển sách đó đi cho thì lại không muốn. Cái thì giống như anh biết là bây giờ có những cái cơ quan từ thiện người ta hay xin quần áo, giày dép và những dụng cụ cũ đó. Thì Hoàng Tuấn có biết có nhiều người ta chất đầy trong nhà người ta không cho. Và điển hình là nhà hàng xóm của Hoàng Tuấn đó, cái gara là không có chỗ để bước nữa. Mà ông chồng thì ông phiền lắm, ông rất là khó chịu. Mà ông bảo là vợ tôi muốn như thế cho nên tôi không có làm gì được. Tất cả những cái gì mà dụng cụ trong nhà, cái gì, mặc dù cũ nó không còn dùng nữa, bà chất đầy trong gara luôn, không có chỗ để mà đi. Nhưng mà cứ giữ như thế. Cái xã hội, nhất là xã hội của Âu Mỹ, cái tình trạng nó rất là nhiều mà không riêng gì trong cái giới Việt Nam mình, mà gần như là ở đâu cũng thế. Nhiều khi không biết là mình có cái gì đó. Giống như là có nhiều người mua quần áo nè, mua về chất một đống thôi mới mở ra, có những cái chưa mặc tới. Và có những cái mặc không vừa nữa, nhưng mà bảo đem cho đi thì lại bảo thôi lỡ mày mướt mình xuống ốm xuống thôi rồi cái bộ. Nhỡ mày mốt ốm xuống cái đó khó lắm, nhỡ mày mốt mình phì ra thì nó dễ. Rồi tiếp theo là ăn quả vả mà trả quả sung. Thì hôm trước vả với sung mình có bàn tới rồi. Thì trong này người ta bảo rằng là khi mà nhận của người ta đó thì nhận rất là nhiều, nhưng mà khi mà muốn đền đáp lại cho người ta đó thì lại so đo bỏ có chút xíu à. Thì cái trái vả đó thì trong từ điển người ta nói kỹ hơn nữa là một cái trái vả đó nó bằng cũng ít nhất phải tới 10 quả sung rồi. Tức là 10 quả sung nó bằng trái quả vả, tại vì trái vả nó lớn, trái sung nó nhỏ. Thì có những người khi nhận được của người đó thì nhận vô rất nhiều, nhưng mà khi muốn đền đáp lại đó thì cái chuyện này xin lỗi quý vị nó hơi tế nhị, là chúng tôi có nhiều người người ta theo cái điện nhận xét riêng thôi. Người ta bảo như thế này: cái người ở xứ khác tới Mỹ này, điển hình như người Việt Nam mình, có khi sống ở xứ Mỹ này mình nhận được rất nhiều của những cái điều giúp đỡ của đất nước này, nhưng mà khi đất nước này cần đến đó, ví dụ như là những cái thiên tai hỏa như là lũ lụt hay là những cái chuyện mà lớn lao cần cái sự giúp đỡ đó, thì có nhiều người lại so đo tính toán, cho nên cái đó nó không được hay lắm. Rồi tiếp theo, rồi bán chạy khỏi lệ khách hàng, tức là buôn bán đó mà nó đắt hàng đó thì ôi, nó thì kỳ tiếng Mỹ là tôi không kè tới khách nữa. Dĩ nhiên là trong cái chuyện buôn bán thì ai cũng biết rồi, một khi mình buôn cái món hàng của mình nó nhiều người mua thì mình không cần phải chiều khách. Nhưng mà đối với theo Hoàng Tuấn nghĩ về cái cách làm ăn đó, làm business đấy, thì người Mỹ người ta vẫn hay hơn người Việt Nam mình ở cái chỗ là khi người ta buôn bán mặt hàng đó dù lớn dù nhỏ, mà khi mình đã là khách hàng thì người ta đối xử với mình nó
đồng đều, tử tế, vui vẻ. Còn thưa quý vị, nói thì nó đụng chạm ở trong cộng đồng Việt Nam mình, có những nhà hàng, có những nơi buôn bán, đặc biệt là về các món ăn đó, thì mọi Tuấn thấy nhiều khi mình cũng bất mãn cho người khác. Mình không bị nhưng người khác bị, tức là anh biết tới cái nhất là mùa Tết á, khi mình xếp hàng mua những cái món cần thiết, dù trái cây, giò chả, bánh trái, thì Hoàng Tuấn đã thấy có rất nhiều người bán hàng mắng mỏ khách luôn. Ví dụ như là đi, Hoàng Tuấn thấy chứng kiến là đến xếp hàng á, chị ơi, chị tính tiền giùm, hồi nãy tôi đợi cũng lâu rồi, nạt khách luôn, tôi đang bận bên này mà. Thế mình của người ta đi mua hàng của mình mắng người ta là bởi vì biết là bà không mua của tôi và không còn chỗ nào để đi mua nữa. Thì cái đó nó hơi dở. Vâng, thì Vũ Quang cũng có nghe, tại vì thật sự ra có nhiều, cũng có nhiều khách họ nói là cũng hay bị nạt như thế, nhưng mà họ bảo họ chịu cái chuyện như thế là tại vì cái trái cây ở đó nó lại ngon hơn những nơi khác. Thực ra cũng mình cũng vâng cũng khó nói, nhưng mà con người thì lại bảo là rất là mua đó rất là dễ chịu, thành ra cũng tùy cái tâm lý của người khách nữa. Nhưng mà thí dụ như Hoàng Tuấn nói nhà hàng thì có những nơi lại bị như thế này, là khi mà bán được quá đó thì làm phách với lại người khách. Khách vô nhiều khi hỏi không thèm trả lời. Rồi nhiều khi Hoàng Tuấn thấy ngày xưa đi có một lần người ta cầm cái thực đơn anh, người ta ném lên bàn một cái, ném lên bàn luôn á, thấy mình khó chịu. Nhưng mà có một ông bạn thì ông nói ô, nó ném nó dục gì kệ đó, miễn tôi ăn được cái món tôi thích thì được thôi. Rồi câu cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, bác bể đánh con sao lành, tức là cái bác mà nó bể rồi đó, con nó làm vỡ làm bể đó, mình có đánh nó đó thì cái bác nó vẫn bể, nó vẫn không có lành được. Thì thưa quý vị, đây là một cái vấn đề cũng thuộc về cái nếp sống ngày xưa nó bị như thế này. Hoàng Tuấn đã chứng kiến rất nhiều, ngay cả trước và sau năm 75, là khi con cái làm hư một món đồ nào đó thì thường thường là bị đòn và bị nặng đó. Thì lúc đó thì mình nghĩ là có lẽ là một cái món đồ mà trong gia đình giữ nó gần như là làm của đó. Và bây giờ đứa con là đồ, các món đồ gia truyền như thế đó. Thì đứa con nó đánh làm vỡ đi thì mình phải biết là đứa con không phải nó cố ý. Ví dụ như mình sai nó mang ra nó chùi nó rửa nó làm vỡ thì đâu phải nó cố ý đâu. Nhưng mà là nhiều khi đánh con một cách là đánh mà không thương tiếc. Thì cái điều đó thì Hoàng Tuấn nghĩ nó cũng quá đáng. Tại vì của cải thì đương nhiên là mình tiếc, mình xót. Nhưng mà con mình đẻ ra mình cũng xót chứ hả? Mình đánh nó thì cái bác nó đâu có làm được. Nhưng mà ngày xưa thì ngay cả chính Hoàng Tuấn cũng vậy. Hoàng Tuấn bây giờ nghĩ lại còn ân hận là ngày xưa đứa em á, nó làm mất cái nón thôi. Nó đi ra hàng xóm nó làm mất cái nón, mà mình về mình lấy rồi mình phét nó. Thì nó ra nó bị người ta lấy chứ đâu phải là nó đưa cho người ta. Thế mình là đè nó ra mình đánh. Thì bây giờ mình nghĩ lại mình thấy điều đó nó cũng hơi nói chung đó là xã hội Việt Nam mình ngày xưa đó, cái văn hóa đó, nó hay như thế. Rồi cứ người trẻ bắt chước người lớn. Chứ nhiều khi làm mà không có ý thức cái chuyện là mình làm như thế là sai trái hay là gây tổn thương đến cho cái người mà bị những cái đứa trẻ nó bị ăn đòn đó, nhiều khi ăn đòn đoan đó, đúng không? Cho nên là cái tâm lý đó nó sang tới tận xứ Mỹ. Là có nhiều người mua xe, mua những dụng cụ dùng trong nhà đó thì xem nó như là của cải. Mua chiếc xe về gọi là xe trùm mền, là cứ không dám chạy, không dám chạy. Rồi có những người mua sofa về không dám ngồi, tức là khi mua về rồi cái bọc ni lông vẫn còn giữ đó, không dám ngồi. Cho nên là người ta mới nói đùa là một người Việt khác giữa Việt Nam với người Mỹ là khi mà bà vợ mà lái xe mà bị tông xe đó thì ông chồng Mỹ hỏi chứ em có làm sao không, ông chồng Việt Nam hỏi thì chiếc xe có làm sao không. Nó dành dụm tôi mua chiếc xe láng con tôi mình mới ra cái bà làm cái rầm cái thôi. Ông sao tôi bị tai nạn, xe có làm sao không? Nghe thì nó hơi tàn nhẫn. Cho nên nhiều khi Hoàng Tuấn cũng nói đùa là ở nhà
mỗi lần nhiều bà xã bà đi bà đá cái bàn á, ủa cái bàn có sao không? Nhưng quý vị nói đùa cho nó vui thôi. Chương trình ngày hôm nay đến đây xin phép tạm kết thúc. Hoàng Tuấn xin cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Vũ Quang. Cảm ơn Hoàng Tuấn. Vũ Quang cũng xin kính chào quý khán thính giả. Chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần tới.